Mới đây, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông và Xúc tiến Thương mại tổ chức hội thảo Đâu là cơ hội trong một thế giới đầy thay đổi và tiệc tất niên năm 2023 với sự tham dự của nhiều diễn giả khách mời cùng gần 60 doanh nghiệp trẻ tỉnh Tây Ninh. Tại hội thảo, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, chia sẻ những nhân tố lớn ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu năm 2024, cơ hội và thách thức của Việt Nam, một số vấn đề của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đòi hỏi tư duy, tầm nhìn mới, nhận thức rõ của doanh nghiệp. Trong đó, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp cần sát cánh hỗ trợ nhau cùng theo dõi tình hình các diễn biến thị trường, các yếu tố tác động trong nước. Từ đây sẽ có hành động phù hợp để thay đổi về tiêu chuẩn, bán hàng, công nghệ hay mô hình kinh doanh. Tôi hy vọng rằng qua hội nghị này sẽ đem đến chúng ta những thông tin cần thiết để giúp cho các hội viên chúng ta xây dựng được cái hình ảnh nhận diện thương hiệu để chúng ta đương tầm xa hơn nữa. Với như thế thì Sở Công Thương sẽ là cầu nối để cho các cái thương hiệu này đương xa trong cái khu vực ra ngoài, có thể quốc tế. Với vai trò là Hội Doanh nhân trẻ là cái nơi kết nối cũng như là giới thiệu giúp đỡ cho các hội viên phát triển kinh doanh, thì hội cũng chú trọng vào cái việc là sẽ hỗ trợ cho từng hội viên có thể đưa cái sản phẩm mình đi các địa phương cũng như giới thiệu đến người tiêu dùng. Hội cũng tổ chức nhiều cái chương trình hội thảo cũng như là chương trình kết nối. Ngoài ra thì hội cũng tổ chức những cái chương trình là sử dụng những cái sản phẩm của nhau, tạo nên một cái hệ sinh thái trong hội. Hội viên thì cần hội sẽ giúp đỡ về việc kết nối, đặc biệt là các cái chương trình về xúc tiến thương mại, kết nối giao thương để có thể tiếp cận được nhiều hơn về thị trường. Ngoài ra thì có những cái hỗ trợ của chính phủ, của nhà nước mà hội viên chưa thể tiếp cận được thì hội sẽ là cầu nối để giúp cho hội viên tiếp cận. Từ đó thì có thể là cái điều kiện để chấp cánh cho hội viên có thể phát triển được mạnh mẽ hơn. Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh cũng kết nạp thêm 8 hội viên mới và ra mắt website hội. Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh đang xây dựng mô hình sử dụng sản phẩm của nhau bên trong hệ sinh thái, qua đó giúp cho hội viên phát triển kinh doanh, phát triển thị trường và hỗ trợ lẫn nhau trong việc tiêu thụ sản phẩm.